sông đèo à? Đèo hay là đèo à? Sông đèo ok. Đồ chỗ đèo đường xấu vậy. Chưa làm. Làm năm nay mới xong viết xong. Chỗ này là cô gấp nhất chỗ này phải không? Cô gấp nhất chỗ này, cô tè cô chở. Ừ, kinh nhớm lên phải 180 độ. Cô gấp nhất đây, cô gọi cô tay áo này. Bởi bây giờ nó đang mở to ra này. Lấy nó nhớm lên phát kinh lắm. Tụi em đi mở rộng. Ồ, nó mở rộng, rộng tốt bên kia luôn. Chắc làm để làm một bên vậy thôi. Chắc nó rộng. Nó mở nó phá lên trên núi kia này. Rộng quá, rộng quá. Nhưng nó ủi cái này, băng cái này ra ngã là khỏi mình cua kéo cho nó mệt. Chỗ hồi đó đi đường bên đẹp mà bên này đường bị lắc. Sửa lại hết. Viết với chú Quỳnh Nhơn người xe phải nhẹ về. Má bố bé phải chú xe thì là chú Quỳnh Nhơn mà. Phải chú đèo. Phải đèo, chú đèo ăn kè mà. Sao tầm má là giá chỗ tự nhiên. Đây là chú bé bè viết à. Xe chiều là vừa do thay đổi xe nhưng chiều lúc này lại chuyển để đu xe lại nó mới xe chiều xe con xe ô tô à, okay,